Xin chào mọi người. Hôm nay là buổi sáng. Hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2021. Nói chung hôm nay thì hàng hôm qua thì mình cũng đã lấy cảng cắt lái rồi, nhưng mà tại vì lấy vào buổi chiều nên không có đi giao kịp, nên hôm nay mình đi sớm để mình giao cái chuyến hàng này về Khánh Bình, Tân Yên, Bình Dương. Thì theo cái lộ trình mình đi thì hôm nay thì mình sẽ đi từ cầu Phú Mỹ, mình ra lại khu công nghệ cao, mình đi xa lộ Hà Nội, rồi đi dưới chân cầu Đồng Nai để mình đi ra Mỹ Phước, Tân Vạn, rồi mình vào Thủ Khoa Huân để mình ra 743, rồi mình đi về Khánh Bình. Nói chung là anh em mình khi đi là mình sẽ chọn một cái lộ trình nào đó cho thích hợp, mà nó phải đúng vào cái khung giờ á, thì các bạn đi nó sẽ không có bị kẹt xe. Đó là cái sự tính toán của anh em tài xế mình. Anh em tài xế mình thì đi thường thường đi là như vậy. Nhiều bạn chưa hiểu đường, chưa biết đường á, thì có thể là dựa vào Google Maps. Nhưng mà Google Maps thì nó chỉ là 80% thôi, còn ngoài ra là một phần của mình phán đoán nữa. Rồi, theo bây giờ thì hiện tại bây giờ là mình đang ở, mình mới qua khỏi trạm thu phí rồi, cầu Phú Mỹ rồi. Bây giờ mình tiếp tục, mình sẽ đi con đường này để mình vào khu công nghệ cao. Đó, anh em nếu muốn chỗ cái đoạn chỗ này nè, anh em muốn đi cắt lái thì đi theo cái hướng xe tải với lại xe công người ta đang đi, là anh em mình vào cắt lái nha. Còn mình thì mình đi thẳng vào công nghệ cao nên mình sẽ đi trên cầu. Cho nó đỡ tình trạng kẹt xe thôi, chứ nói ra thì đường dưới mình vẫn đi được, mình vẫn ra đây bình thường. Nhưng mà anh em đi nhớ để ý nha, tại vì cái nút giao phía dưới này là cái độ nguy hiểm nó hơi cao, nên anh em mình ra cái chỗ này là nên chú ý nha. Sẵn dịp này là mình sẽ chỉ cho những anh em nào chưa biết luôn. Nếu anh em nào mà đi qua cảng Phú Hữu á, hoặc là lên đường dẫn cao tốc Long Thành Dầu Dây mà đi về hướng quốc lộ 51 á, thì anh em mình vẫn đi cái lộ trình như thế này, anh em mình sẽ đi qua được cái nút giao như thế đó nha. Để có gì lát nữa mình sẽ chỉ cho anh em xem nha, chỉ cho anh em xem là cái nút giao đó nó sẽ như thế nào. Đây, nếu mà từ cầu Phú Mỹ các bạn đổ xuống, các bạn đi thẳng hoài luôn, các bạn đụng cái dòng xoay thứ nhất này là các bạn rẽ phải. Các bạn rẽ phải là các bạn sẽ đi được vào cảng Phú Hữu nha, cảng Phú Hữu. Đó. Còn mà những anh em nào mà muốn đi lên cao tốc Long Thành Dầu Dây để muốn đi ra lại quốc lộ 51 á, thì qua khỏi dòng xoay này là dưới chân cầu bạn sẽ thấy một cái đường dẫn, một gọi là một cái nhánh á, một cái nhánh đi lên của cao tốc Long Thành Dầu Dây. Là hướng này là bạn lên là bạn sẽ đi về lại quốc lộ 51 á. Đó là đó, không, dưới chân cầu nè. Bạn sẽ thấy đó, ngay chỗ có mũi tàu này là các bạn rẽ phải ngay chỗ đây là các bạn đi vào để đi lên cao tốc Long Thành Dầu Dây. Còn anh em mình đi Khánh Bình thì cứ thẳng tiếp tục con đường này để mình đi vào khu công nghệ cao. Cái cầu này thì các bạn đã chính thức bước vào khu công nghệ cao. Nhưng mà các bạn nên chú ý nha, đường này thì nó chỉ dành cho xe dưới 2,5 tấn ô tô. Còn xe công hoặc là xe tải trên 3,5 tấn thì các bạn không được đi, trừ trường hợp các bạn phục vụ cho khu công nghệ, ví dụ như là bạn đưa hàng vào hoặc là bạn vào để lấy hàng ra thì bảo vệ người ta cho họ đi. Còn ngoài ra người ta không có cho đi nha.
nhưng các bạn được đi là sẽ được sau 22 giờ đêm thì xe trên 3 tấn rưỡi này xe công thì các bạn mới được đi nha. Rồi anh em mình cứ đi theo tôi nhé. Và đây là nút giao Công Nghệ Cao và xa lộ Hà Nội, thì anh em mình rẽ phải, đoạn này để mình tiếp tục mình đi về hướng cầu Đồng Nai, để mình ra Mỹ Phước Tân Vạn. Thì anh em mình nên nhớ nha, là đi xa lộ Hà Nội á, mà từ hướng này đổ ra anh em mình nhớ đi đúng lên nha, nhớ đi đúng lên và đúng tốc độ, tại vì ở đây cũng có camera phạt nguội và có công an cũng túc trực. Nhất là cái đoạn qua khỏi Suối Tiên á, là các bạn phải vào lên đúng lên của mình liền, chứ không thôi là xuống dưới đoạn dưới á, kia là sẽ công an người ta hay có thể là túc trực đó nha. Rất là có thể là ví tiền của bạn lung lay đó. Tại vì cái chỗ này người ta họ cũng đang làm đường, với lại họ đang làm cầu, làm cầu bên trên để làm nhánh cho bên trên người ta đi á, nên là cái chỗ này thì nó chưa được có logic cho lắm, nên các bạn đi phải chú ý cái hướng rẽ ra rẽ vào đây nha. Chứ nhiều khi ban ngày mình đi mình dễ nhận thấy, còn ngoài ra ban đêm các bạn đi thì nó rất là nguy hiểm nha. Nhiều bạn chú ý đi ban đêm mà không để ý, không tẻ vào những cái nhánh, không tẻ đúng nhánh cái các bạn đâm thẳng luôn là rất là nguy hiểm. Rồi anh em mình cứ tiếp tục ha. Hai bên đường không, chỗ này bán máy xúc rồi máy cảo rồi xe nâng đồ xe ủi đồ quá trời luôn. Chỗ này mà anh em nào mà muốn mua xe xúc xe nâng xe cộ này nọ hoặc là máy múc thì cứ tới khu vực đó thôi. Rồi bây giờ là đây, khi các bạn ra tới xa lộ Hà Nội các bạn đâm thẳng hoài là các bạn sẽ lên tới cái nút giao này, thì các bạn đi vào cái lên bên phải như mình á, thì để chuẩn bị các bạn rẽ xuống chân cầu Đồng Nai để mình ra Mỹ Phước Tân Vạn. Tại vì chỗ này xe nó cũng rất là đông nên các bạn đi phải chú ý, các bạn phải kẹp sát thì các bạn tẻ vào cho nó dễ dàng, chứ chỗ này thì lượng xe lưu thông rất là đông, nhất là men xe công nữa, nên các bạn khi các bạn muốn chẻ xuống mà các bạn không có kẹp sát lên phải á, thì các bạn khó mà rẽ được xuống chân cầu Đồng Nai lắm. Rồi có khi mình đi xuống chân cầu Đồng Nai thì mình sẽ ra được Mỹ Phước Tân Vạn. Đây là hiện tại là mình đã ra được Mỹ Phước Tân Vạn và mình đang ở ngã tư An Phú, gần vòng xoay An Phú, là một trong những ngã tư mà kẹt xe khét tiếng nhất miền Nam. Đó. Và con bé nó đi mưu sinh thấy tội ghê chưa. Tại vì thường thường mình đi hay đi qua đây là mình hay thấy nó, mình hay cho nó tiền lắm. Nên là lúc nào mà mình thấy nó là mình cũng cho 50 ngàn hết chứ. Tại vì đời mình còn khổ mà nên mình cũng chỉ cho em nó được nhiêu đó thôi. Rồi anh em mình tiếp tục lộ trình. Điểm tiếp theo nữa là các bạn sẽ lên nút giao Thủ Khoa Huân và Mỹ Phước Tân Vạn. Các bạn rẽ phải vào Thủ Khoa Huân nhé. Rồi các bạn sẽ đi cùng tôi nha. Và đây là cái nút giao Thủ Khoa Huân. Mình rẽ phải Thủ Khoa Huân để mình ra lại DT743 để đi về Khánh Bình. Rồi đây là cái nút giao Thủ Khoa Huân với lại Mỹ Phước Tân Vạn này, anh em mình rẽ phải. Còn nếu anh em nào mà không nhìn thấy rõ đường á thì anh em hãy để ý này, có chữ con cưng thấy không, đó là cái điểm để mình dễ nhận dạng đó. Các bạn cứ đi tiếp tục vào con đường Thủ Khoa Huân này để mình ra DT743. Bạn thấy
đi tìm được và đập lạnh qua mấy ông cụ đó, rất là đông. Các bạn đi không hướng này biết là mình sẽ qua được cái này. DT743 là với lại ngã tư của miếu cụ này thì mình đang ra tới trái để mình đi về Khánh Bình nha. Đi về hướng Khánh Bình để giao hàng ở trong khu công nghiệp ở trong đó. Lên tới cái nút giao của đèn xanh đèn đỏ này, nó sẽ có hai con đường. Cái con đường mà bên phía chết bên phía bên tay phải á, con đường đó các bạn đi vào Khánh Bình cũng được. Thì con đường trước kia con đường đó nó xấu lắm, nhưng mà bây giờ thì con đường nó cũng đã xây xong rồi, và con đường nó cũng đẹp luôn. Mà mình đi con đường nó cũng đi vào Khánh Bình cũng được luôn, mà tôi lại đi đường ngoài, tại vì mắc toilet quá nên đi đường ngoài để dễ có chỗ đi tiểu. Ngoài đó đi vào thì cái đèn xanh đèn đỏ thứ hai gần ngay chỗ cây xăng Petrolimex đó, các bạn quẹo tay phải vào hương lộ 18 là mình sẽ đi vào được Khánh Bình. Trong này thì khi mình muốn, các bạn muốn giao Khánh Bình bao nhiêu thì bạn cứ coi trên Google Maps đó, cho nên nó có nhiều là Khánh Bình, Khánh Bình 68, Khánh Bình theo số đó, thì các bạn cứ vào thôi. Thì tôi hay giao hàng ở trong cái lộ trình trong này, thì bây giờ mình sẽ giao hàng ở công ty Diễn Lâm sản xuất đồ gỗ ở trong Khánh Bình 68, là mình sẽ đi vào trong này. I'd rather be a forest than a street. Yes, I would. If I could, I surely would. Yes, I would. If I only could, I surely would.